Xin chào anh em, ngày 24 tháng 6 ha. Thì chiều hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy gồm 14 cây nha anh em. Do bữa giờ cái anh em cũng mua khá là nhiều, một ngày em lai có lô chốt không có đủ số lượng của anh em, cho nên là cũng gán tranh thủ ngày lên 2 lô, cũng dao động gần 20 cây á anh em, hai mấy cây luôn chứ, gần 20 nữa, hai mấy cây luôn, để anh em có nhiều sự lựa chọn hơn ha. Thì lô chiều hôm nay thì có cho anh em mấy con máy hệ phải gọi là VIP luôn á anh em, như là Makita nè, con này thì máy có đề nè, 34 ly, TG28 nè anh em, con này zin nguyên bản, đặc biệt là tâm gờ tâm lớn luôn ha, TBE27 nè, và con này là ECHO26, con này là như mới như chưa xài luôn nha anh em. Đây quay sơ sơ sẽ quay kỹ quá anh em, chốt con này không nữa. Đó, bình sao trắng tinh luôn nè, áo mới chát luôn. Tôm anh em nhìn thấy không? Láp đồ nè. Rất là đẹp luôn, tay gốc hệ luôn ha. Đó, con này phải gọi là siêu VIP luôn nha anh em. Rồi một cái dòng máy rất là quen thuộc với anh em, TG24 tâm gờ tâm 260 nè. Còn hàng trên là cái hàng giá rẻ cho anh em quy định nè. Máy thì em có giảm cho anh em là từ 100.000 cho tới 200.000 luôn nha. Này ví dụ như con này em giảm 100.000 cho mình nè, nó 1.2 còn 1.1 nè. Con này thì 1.450 còn 1.250 nè, bớt anh em 200.000 nè. Đó, con này cũng rất là đẹp luôn nha anh em, con này thì em bớt 50.000. Đó, giá rất là đẹp luôn á, phải gọi là rất dễ lựa luôn. Đây con Maru này cũng còn mới chát luôn nè. Như chưa xài luôn, nguyên zin luôn nha anh em. Rất là đẹp luôn ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì em có dùng Zalo luôn ha. Hình thức mua bán bên em là bao ship tặng nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn nha. 14 con máy này thì đều là hai thì hết á, cho nên là anh em mình nhớ chuẩn bị xăng pha nhớt hai thì để mình thử hàng ha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em xem clip nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Rồi em vô con đầu tiên là con A20 nha. Rồi, khi anh em thông cảm nha. Nãy nó ghi lộn con 20 cái nó nhảy qua em 2, cho nên là cái con đầu tiên là em sửa thành số 21 nha anh em. Là con đầu tiên là con A21 ha, để anh em mình nó dễ chốt đơn. Rồi con này là con Tanaka dược sao nè, rất là đẹp luôn nha. Đồ ao hết trơn luôn. Anh em nhìn nè. Quá đẹp luôn ha, đồ ao luôn á. Hai bên đỏ ao nè, mặt tiền cũng đỏ, mặt tiền thì đen thùi nha anh em. Tại vì áo đen mà. Quá mới luôn. Con này bình xăng con thì bên em đã lên 2 kim mới ha. Còn bình xăng lớn thì bình zin nè, chân chống cũng đỏ ao luôn nha anh em. Đây, bình xăng mình là không chạm đất luôn ha. Tâm con này thì nó là tâm gờ nha, chụp giật nó là phía sau cái tâm nè, cho nên ở đây thì tụi em gọi là Tanaka dược sao ha. Công tắc ấn là nha anh em, rất là dễ sử dụng luôn. Tay đôi, ghe giữ, trắng cỏ, đầu bò zin, đặc biệt là láp tem mát còn nguyên si, nó có hướng dẫn sử dụng cho mình luôn. Nè, đó, đọc cách hướng dẫn sử dụng nè, lưỡi cắt thì nguy hiểm sao nãy không. Đó, còn nó có mấy cái thông số, mấy cái cách hướng dẫn sử dụng luôn nha anh em. Nghiêng 360 độ nè, trắng cỏ thì đỏ ao luôn, quá đẹp luôn nha anh em. Con này thì hiện tại em bán 1.1 triệu, giá cũ 1.2 triệu đó, giảm 100.000 trên máy luôn là còn 1.1 triệu nè ha. A21 giá 1.100.000. A22 22 là con Tanaka ha. Con này là Tanaka TBC 227 nè. Nọng thì nó 32 ly, nó 23cc nha anh em. Con này giá gốc là 1.450 nè, giảm anh em 200.000 là còn 1.250 luôn. Đó, nói chung là cỡ này là em giảm rất là giảm sâu luôn nha anh em. Để anh em mình mua cho nó dễ, giá nói chung nó rẻ là cho anh em đó. Phụ kiện thì vẫn đủ 6 món là trắng cỏ, tiếp bỏ bugi, lục dán 4, ổ cước và dây đeo, là tổng cộng 6 món phụ tùng. Con này thì có trắng cỏ zin nè, thì hàng đi sẽ là 5 món phụ tùng ha. Bình xăng con này đó là hai kim mới nha anh em. Bình xăng lớn thì nó là bình zin nè. Con này thì phía trước này nó hơi bị nám đen, để nó mẻ này miếng này ha. Anh em lưu ý giùm em nha. Thì tình trạng máy nó sao thì em báo vậy để anh em mình có chốt đơn, mình nhìn máy mình cũng biết được, mình chốt cho nó dễ. Đặc biệt con này là tâm gời luôn nha anh em. Công tắc ấn nè. Ấn như cái tắc rất là dễ sử dụng luôn. Tâm gời anh em, nước sơn nguyên si luôn.
Ồ, tem mát cũng còn đầy đủ cho mình hết luôn nè ha. Tay đôi, gai dữ nè. Láp trắng cỏ đầu bò zin nha anh em. Trắng cỏ con này mà rửa sơ gần cái là mới chát luôn. Nhưng mà cái này em để xình bùng zin của Nhật để cho anh em biết hàng zin nha. Đó, cửa ra nó còn mới lắm nha anh em, rất là đẹp. Nó màu là màu zin của thằng của nó luôn nè, theo cái tâm luôn nè. Đó, cái trắng cỏ với cái tâm là cái màu nó giống hệt nhau luôn ha. Rồi, A22 giá 1.250.000 nha anh em. A23. Con Maru 20 nha anh em, nồng 30 ly 20cc, con này quá đẹp luôn. Áo còn xinh giòn luôn ha, mới tinh nè. Bóng lưỡng luôn nè. Quá đẹp luôn nha anh em, bô thì còn mới chát luôn ha. Con này thì bình xăng con zin nè, bình xăng lớn con này cũng là bình zin luôn. Cao su độ bình xăng còn rất là dày luôn nè ha. Châm lốc thì có dập mắt in cho băng cho mình luôn. Đây. Nói chung con này mà anh em mà dùng gia đình là xài không biết nào hết xăng đây. Đổ đầy bình là chạy từ sáng tới chiều luôn, mệt nghỉ vô xăng chắc không hết luôn á. Rất là tiết kiệm xăng nha anh em, tại vì thứ nhất nó là 30 ly là máy nồng nhỏ nè, thứ hai là bình xăng con zin nè, và đặc biệt đó là máy Maru chạy độ ổn định nha anh em, cho nên rất là tiết kiệm xăng luôn. Công tắc ấn ha, tâm liền tâm nhựa nha, tâm thì bao trắng đẹp luôn, ốc tán còn mấy chét luôn nè ha. Rồi tay đôi gai giữ nha anh em, lắp zin nè, trên đây nó có ghi là 20cc mở ngoặc là 2 cm khối đó, nó là cc đó nha anh em, là công suất của máy đó. Đầu bò zin cho mình luôn, lắp còn quá đẹp luôn ha. A23 giá 1.250.000. A24. Rồi, A24 là con này là con Hitachi nha anh em, nhưng mà cái kiểu dáng này em hay nói với anh em đó là giống như thằng Echo Kiwi, Echo trắng á, thì cái đời thằng này với thằng Hitachi giống nhau, là đồ là anh em có thể xài chung, là ví dụ như hư cái này hư kia là anh em có thể là đắp qua đắp lại được luôn ha, nó tiện lại chỗ đó. Con này nồng 31 ly 21cc, đặc biệt là con này nó zin toàn bộ cho mình hết luôn anh em, nhìn cái tem nhìn chụp giật nè, còn nguyên si luôn nha anh em, rất là đẹp luôn ha. Bình xăng con zin nè, bình xăng lớn là bình zin luôn nha anh em, chân trống thì còn đầy đủ luôn nè ha. Đó, còn rất là mới luôn nha anh em. Máy thì đây Echo Kiwi thì anh em cũng biết rồi, chạy rất là tiết kiệm xăng. Mà con này bình xăng con là bình zin cái nữa thì phải gọi là bao lệ xăng luôn nha. Tâm của này nó là tâm liền, tâm nhựa ha. Tay đôi, gai giữ nha anh em. Công tắc thì nằm trên tay nè, tắt mở máy cực kỳ tiện luôn. Anh em nào mà mình mới dùng xe máy á, mới xe máy á thì anh em gặp cái tem gì thì mình đọc tên đó. Còn ở đây nhiều khi tụi em quen á, tụi em gọi là Echo không à. Đó, bởi vì nhiều khi cái tên gọi mình quen mình gọi thôi anh em. Còn mà mình xài máy mình đọc tên gì mình cứ nói tên đó thôi ha. Lắp anh em nhìn nè, tem mát còn nguyên si, đầu bò zin quá đẹp luôn nha anh em. Cái thương hiệu Hitachi nó làm rất là nổi bật luôn ha, quá đẹp luôn. Này zin hết luôn nha, trợ lực luôn nha anh em. A24 giá 1.350.000, cái con này thì em giảm 50.000 nè, chạy vì giá gốc đó là 1.400.000 á. A25. A25 là con Estin FS22 ha. Còn con này 32 ly nha anh em, 22cc. Đặc biệt con này là tình trạng nguyên zin. Cái đời Estin nó hay ở chỗ một cái là nó chạy rất là bền luôn nha anh em, và rất là lực máy luôn. Hai cái yếu tố quan trọng một con máy mà anh em cần là vừa khỏe mà lại vừa bền ha. Tình trạng nguyên zin cho nên là chạy rất là tiết kiệm xăng luôn nha anh em. Bình xăng con zin, bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy. Chân chống bình xăng thì còn đầy đủ cho mình hết luôn. Đây. Đó, đầy đủ nha anh em.
tôm len, tôm nhựa nè. Ôi ôi, ốc ký cái tôm mà đó, anh em nhìn nè, bảy màu luôn, quá đẹp luôn nha anh em. Đó, công tắc ấn nè ha, anh em nhìn nè, quá đẹp luôn nha anh em, trắng tươi luôn. Rồi tay đôi gai dữ ha, láp trắng cỏ đầu bồi zin, láp cũng còn tem mát nguyên si, nó cũng còn cách hướng dẫn sử dụng mình luôn nè. À, quá mới luôn nha anh em, quá vip. A25 giá 1.400.000. A26 26 là con Maru 23, con này nòng 32 ly ha, 23cc. Quá đẹp luôn nha anh em, và đặc biệt con này nó rất là gọn nha. Xăng nhớt luôn chắc khoảng tầm 4,5 kg tới 4,8 kg nè. Quá mới. Con này là áo màu hồng lợt nha anh em, áo này áo jean nha. Còn mới cực kỳ luôn ha. Không bể vỡ luôn. Con này bình xăng con jean nè, bình xăng lớn cũng là bình jean luôn. Cái bình xăng nó còn cái gọn này nha anh em. Đây. Đó, tem mát còn đầy đủ luôn ha. Trong lốc là có dập da băng luôn nha. Tôm liền, tôm nhựa ha, bình xăng lớn là bình zin luôn nha. Tôm thì còn trắng đẹp lắm nha anh em. Tem Lê Ma còn nguyên si luôn nè. Tem Lê Ma là cái tem chống hàng giả đó nha anh em. Ốp eo zin, đặc biệt con này nó dùng cho mình là bộ tay, là bộ tay lợt, giúp cho mình khi sử dụng sẽ rất là đỡ mỏi tay luôn ha. Công tắc ấn nè, rất là dễ dàng luôn nha anh em. Quá tiện luôn ha. Láp đầu bò đầy đủ nha. Trắng cỏ thì nó bể, thì cái này em sẽ cho anh em cái trắng cỏ mới theo ha. A26 giá 1.500.000 nha anh em, quá đẹp quá gọn luôn. A27 là con Echo, con này là Echo khủng long ăn cỏ nè anh em. Một khi phiên bản nó chung là nó thứ nhất giá rẻ nè, thứ hai là cái dòng này là chạy rất là ngon, anh em cắt cỏ cho bò ăn cũng được, cắt lúa cũng được, mà anh em bơm nước tưới tiêu cũng rất là ok luôn. Con này thì được cái lẩu sắt nè, xài là không sợ bể vỡ nha, méo mớp này kia là nắng là xài tiếp luôn. Mặt phía trước là nó thoáng cực kỳ luôn, giúp cho máy của mình tản nhiệt rất là tốt luôn ha. Con này bình xăng con mới nha nè, bình xăng lớn này cũng đã thay mới luôn. Hai cái trường hợp này thường là gặp rất là nhiều trên dòng Echo khủng long ăn cỏ nha nè. Tại vì bình xăng con zin nó chạy không được phao máy, nó chạy không hết công suất của máy đó. Nên là thường tụi em sẽ hai bình xăng con mới. Còn bình xăng lớn này mới là do bị bể nè, bắt buộc phải thay thôi. Tôm nó là tôm gời, tôm nhôm, dạng khè luôn nha anh em. Đó, dạng ống luôn ha. Quá đẹp luôn. Công tắc ấn nè. Tay đôi, gai dữ, con này thì trắng cỏ là trắng cỏ bằng sắt luôn. Quá dữ luôn nha anh em ha. A27 giá 1.350.000 nha anh em. A28 quá, sàn nó bị tuột anh em. A28 là con Kawasaki TG24 nè. Đó, một cái dòng máy thì em nói với anh em các thằng thánh, giống như là đời của thằng TD24 nè, hoặc là dòng Echo cũng bằng cỏ giống như con A27 em mới quay đó.
Con này một cái lợi thế lớn là nó tum gời, tum nhơ mà tum 260 luôn. Tum là anh em có thể tháo gời ra, anh em gắn xịt thuốc hoặc là anh em chế cháo độ xe là ngon lành luôn. Nó rất là ok, mà về công suất máy là chạy rất là khỏe luôn nha anh em. Mà nó đến từ thương hiệu Kawasaki nữa thì một cái dòng máy chạy rất là bền. Thương hiệu Kawasaki là một cái đời máy, cái dòng máy thương hiệu mà nó lâu đời của Nhật luôn. Cho nên là nó rất là gọi là cái gì? Kỹ thuật của nó, cái bên công nghệ của nó anh em rất là ok ha, xài rất là, nói chung là máy móc của nó là xài rất là bền. Bình xăng con thì bên em đã thay mới ha, bình xăng lớn thì bình zin nè, bình xăng lớn thì còn rất là đẹp luôn, lốc thì có dập mắt in cho băng luôn ha, khung bảo vệ bình xăng lớn thì còn đầy đủ luôn. Đây TG24 nè, số series là 407 473 nha anh em. Đây ha, đây 260 tum gầy, 260 là tum là thông dụng đó anh em, việc là tháo ra anh em đưa vô cái xịt thuốc cũng được, mà độ xe đạp chạy cũng được luôn, hoặc là anh em muốn chế cháo gì đó chế. Công tắc gạt ha, lên mở xuống tắt nè, thì mình nhớ tắt rồi mình nhớ mở liền, nó không quên. Tay chữ U luôn, tay chữ U, cái công dụng của tay chữ U là nó gọn, anh em di chuyển ngoài đường hoặc là anh em đi trong vườn hoặc là trong ba cái cây cối nó cao á là nó không có bị vướng víu nhiều nha anh em, là cái lợi thế của tay chữ U ha. Ghe giữ nè, lắp xin tính điện luôn, tem mát thì còn nguyên si chưa bong chóc luôn nha anh em, như mới luôn ha, trắng cỏ đầu bòi zin đó, nãy bị tuột xăng anh em, giờ thì ok ha, cái lượm thôi. Đó, ngon lành cành đào. A28 giá 1.500.000, A29 siêu phẩm. Mới như chưa xài luôn nha anh em, quá đẹp. Tem mát nguyên si, bô thì còn trắng tươi nè. Bình xăng con hai kim luôn nha anh em, dưới bơm xăng thì còn trắng tươi luôn nè ha, mới chát luôn. Lốc anh em nhìn nè, 260, số series là 58028211 ha. Bình xăng lớn thì còn mới chát luôn nha anh em, quá đẹp luôn, đúng là siêu phẩm nha anh em. Đây, lốc bên đây nè, quá mới luôn ha, tâm liền tâm nhựa nha, tâm thì trắng tươi luôn. Phía dưới mà anh em nhìn phía dưới cái tâm nè, không một dấu chạy xước luôn ha, ốc con nào đây cũng mới chát không nè, chưa có dấu bị sét luôn nha anh em. Tem bóp hệ luôn nè, công tắc thì nằm trên tay ha, tới cái láp nè, anh em nhìn cái láp nè, quá mới luôn anh em, trắng cỏ mà nó còn cái tem luôn nè anh em, đủ hiểu rồi ha, nhưng chưa xài luôn nha anh em, quá đẹp, siêu phẩm luôn. Hàng hiếm cỡ này mà gặp được con này phải gọi là chảy nước miếng thôi anh em, bà lem chảy nước miếng luôn, quá đẹp ha. Rồi A29 giá 2.000.000 nha anh em, 34 ly, 26cc. A30 30 là con Mitsubishi TBE 27 nha anh em, nồng 35 ly, 27cc, hệ Mitsu thì anh em xài thì cứ yên tâm ha, một cái thương hiệu rất là lớn của Nhật luôn, chạy phải gọi là cắt bền luôn ha. Con này chụp giật trợ lực nè, bình xăng con zin, bình xăng lớn có là bình zin luôn nha, trắng đẹp, chân bảo vệ bình xăng thì còn đầy đủ luôn. Ở dưới cái chân mà nó cũng dập số, dập mã nè anh em, lốc thì có dập mắt in cho băng cho mình luôn ha, tâm liền tâm nhôm nha, tâm màu bạc ha. Rồi, tên máy, số series máy nè, 00000826 ha. Con này sản xuất hồi tháng 3/2014 nha anh em. Cái vết da con này thì anh em nhớ lưu ý ha, mình bóp cái này vô rồi mình lên ga. Đó, buông là tự động nó chảy về cho mình. Công tắc thì nằm trên tay nè. Tay thì nó là tay đơn. Tay đơn thì anh em xài được thì nó gọn, nó dễ đi lắm, dễ di chuyển lắm. Còn mà anh em xài không quen thì nó rất là mỏi.
Thì nếu anh em xài không quen thì lúc chốt hàng báo ghi bên em ha, bên em sẽ đổi cho mình cái bộ tai đôi, tai đổi thì bên em đổi miễn phí, không tính tiền. A30 giá 2,2 triệu nha anh em. A31 mấy cái cầu phía sau này anh em, kiểu như để nó lâu á cho nên nó bị tuột xăng ha. Thì mình thao tác lại như cũ anh em, bóp xăng đóng e nha. Tại nãy mà cũng như kiểu như mình không có ý cho nên là giật nó không có xăng lên, cho nên mình phải thao tác lại bóp xăng nè. Ở đóng e mình giật thì giờ nó đã chạy rồi thì chỉ cần cái chạy thôi, đơn giản nha anh em. Rồi con A31, con này là con Kawasaki TG28 nha. Cái dòng này lắm lâu rồi nó mới có xuất hiện trở lại, tại vì em mua theo kiểu mua riêng á anh em, mua không mua lô mua lẻ á, nó mới có đó, chứ mua theo lô nhiều khi nó cũng không có đâu, tại vì bị rút gã trơn. Đồng thì nó vẫn là 34 ly nhưng mà công suất con này đã tới 28cc luôn nha. Một cái điều đặc biệt của con này, tùm gời tùm lớn luôn nha, à tùm nhôm luôn, tùm lớn bố lớn luôn nha anh em, tùm 330 á, tùm 330, tùm thông dụng của bố lớn luôn á, giống như là tùm nhỏ 260 vậy đó ha. Cái độ thông dụng của nó là như vậy. Bình xăng con zin, bình xăng lớn là bình zin luôn nha. Bình xăng lớn là trắng tươi luôn nha anh em, tôi gọi là rất là mới luôn. Khung bảo vệ bình xăng hay đầy đủ cho mình nè. Đó. Công tắc gạt ha, anh em nhớ nè, lên mở, xuống tắt, mình tắt rồi mình nhớ mở liền thôi, mình quên nè. Tại đâu thì gai giữ ha. Lắp chắn cỏ đầu hồi đủ, chắn cỏ thì còn khúc mẻ mới rồi. Cái này thì em cho anh em cái chắn cỏ mới luôn nha. Ông lắp là ông lắp 26 nè anh em. Ông lắp to luôn. Lắp thì còn tem mát đầy đủ luôn. Nói chung con này là zin toàn bộ luôn nha anh em. Bình xăng thì còn trắng tươi luôn ha. Bình xăng con là bình xăng con zin của nó luôn nha. Zin theo máy luôn. Nói chung là con này không có thay cái gì trơn á, về là chỉ có thay cái dây xăng thôi. Tại vì về dây xăng nó mục hết trơn rồi, bởi vì bắt buộc phải thay mới thôi. Bình xăng con nó có chữ gia băng cho mình luôn nè. Đầy đủ nha. A31 giá 2,8 triệu ha. A32 Rubin, con này là gọi là Rubin bướm nha anh em, chạy rất là khỏe luôn. Thông qua cái tiếng máy mà em giật kim nổ cho anh em nghe đó là anh em cũng cảm nhận được, chạy rất là phào luôn ha. Nồng con này 36 ly nha, 30cc. Bình xăng lớn cái này thì bên em đã thay mới rồi nha anh em, còn lại thì nó zin hết. Thì máy bình xăng trên anh em nhớ lưu ý nè, mình xài mình mở bình xăng nè, còn không xài mình gặn cái van xăng mình khóa lại để xăng nó không xuống ha, để mình lắc tới lui nè. Thì khi mình lắc mà cái van xăng nó mở á thì nó sẽ bị chìm chứ nổi nè, nó xăng nó nhiễu hoài à, cho nên là anh em nhớ ha, không xài mình phá lại. Ở đây thì tụi em có gắn thêm cục lực xăng cho mình nè, để xăng nó vô bình xăng con nó không bị bụi nha anh em. Công tắc ấn này ha, tôm con này thì là tôm gời tôm lớn nha, chân chống thì đầy đủ luôn đó. Đây móc dây đeo anh em nhìn nè, rất là chắc chắn luôn, nó còn cái tem luôn này nha anh em. Láp thì nó xây được 360 độ cho mình luôn, ống láp là ống láp 28 luôn ha. Chung máy to máy lớn là nó làm chắc chắn lắm, với lại là nó xoay nè, để máy bình xăng chơi mà anh em xài mà không xoay là nó rất là mỏi, tại vì nếu mà anh em cắt ngóc ngách mà anh em xoay luôn nguyên cái đầu máy nó rất là nặng, cho nên là ở đây thiết kế ghi như mình là có xoay ha. Tay bóp nha nè, bóp này bóp dê bóp bóp xe đạp nè, bóp nhã này ha. Rồi A32 giá 1,8 triệu nha. A33
con Makita ha. Con này là zin toàn bộ luôn nha anh em. Nói chung là chỉ có cái bình, có cái cục pin và cục sạc pin là mới thôi. Còn lại thì nó zin toàn bộ luôn. Đặc biệt áo còn rất là đẹp nè. E là tay đỏ tự động luôn. Đây, đẩy lên đóng e này ha. Mình lên ra, đó là cái e nó tự động, nó nhảy vậy nó mở luôn ha. Củ đề là củ đề zin luôn nha anh em. Áo quá đẹp. Xanh dờn hết trơn luôn. Siêu vip luôn nha anh em. Tôm liền tôm nhựa nè. Thời buổi máy nó khó kiếm kiểu này mà được con đề này phải gọi là quá ngon luôn ha. Đây, cục pin này em gắn phía sau này nha anh em. Cục pin là mới, là cục sạc pin này nè là mới ha. Còn đây thì zin hết. Khởi động thì anh em việc là gạt nó qua nút on là mở máy nè, ấn nút đen này. Đó, là máy sẽ khởi động mình. Cực kỳ tiện luôn nha anh em. Rồi tay lái này ha, lắp trắng cỏ đầu bò zin. Con này là nguyên bản hết trơn cho mình luôn nha. Quá đẹp luôn ha. Rồi A33 giá 2.500.000 nha anh em, 34 ly 26cc. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Chào tất cả anh em ha.